Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với shop.akida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại shop.akida.vn. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về reaction TikTok Free Fire. Và trước khi vào video này, nếu như cảm thấy thích các video của mình, đừng quên để lại cho em xin một like cũng như một đăng ký để giúp cho mình sớm lên được 1 triệu sub nha. Vì mình sắp lên được 1 triệu sub rồi. Mặc dù đã mất một kênh 1 triệu sub, tuy nhiên thì cái kênh 1 triệu sub trước của mình chưa có nút vàng. Nên nếu như kênh này mà lên 1 triệu sub thì đây sẽ là kênh đầu tiên và cũng là cái nút vàng đầu tiên dành cho mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều về điều đấy, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với video reaction ngày hôm nay. Khi người yêu thích thảm bản thân, thôi bỏ qua cái tiêu đề đi các bạn ạ. Coi như là nếu như mình đã đọc thấy tiêu đề đi. À, các bạn thắc mắc tại sao trên đầu mình nó lại có một cái số và cái gọi là nonolive không? Bởi vì mình livestream trên nonolive đấy. Đây là ID của mình nhá. Bạn nào có muốn xem livestream của mình xem vào lúc buổi tối nhá. Khoảng tầm 7 giờ tối ở trên ID 485444218 nhá. Hoặc là các bạn xem bên YouTube bên Hùng Akira Mobile sẽ các bạn qua nono của mình cũng được. Tại mình live YouTube trước mà. Bạn đã có người yêu chưa nhỉ? Mình chưa. Mình cũng chưa. Chúc mừng các bạn. Hôm nay các bạn đã trở thành một cặp rồi đấy. Thể hiện những tình cảm với nhau đi chưa nào. Bạn có cảm nhận gì về đối phương nhỉ? Cô ấy là một cô gái rất là tuyệt vời. Anh ấy rất là tuyệt. Anh ấy rất là tuyệt. Giọng con trai ạ. Hôm qua, cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng khi ba đồng đội mình đã chết hết. Một game thủ cầm sọt danh và lao vào tên bạn để trả thù. Có lẽ tên bạn thấy khá hài hước khi cách của anh này mạnh. Tên bạn chẳng những không bắn mà còn chạy lòng vòng để chơi đùa với anh này. Càng bức xúc, anh ta càng thể hiện sự mù mắt. Và cuối cùng, khi đã thùng hết đạn và một phần cũng là do sĩ diện, thanh niên đã quyết định chạy ra bo mà tự sát. Thế nên làm video vừa rồi đi bình luận viên rồi ấy. Ôi, ôi các bạn ơi, giờ mình mới biết là xe mẹ mày ở trong Free Fire nổ cái là ra bánh xô lai các bạn ạ. Thằng kia, mày có thích ngắm gái không? Anh có ngắm gái đâu, anh đang xem chúng nó thả tim nhau mà. Mày không phải cãi, tối ra cầm cầu ngủ. Lại đi cầm cầu này, nhà là phải có lóc. 2000 years later. Ôi trời ơi, gầm cầu hôm nay thoáng mát thế này. Hôm nay may quá không có muỗi mọi người ạ. Đủ con ma, chạy chạy chạy. Mà phát vừa rồi mình thấy thanh niên có ngắm gái đấy nhở? Mình thấy thanh niên NTN này ngắm trai mà ức kìa. Em còn có một trái à. What the hell? Ơi mẹ em vừa gọi điện đến bảo là mình đều hiểu tại sao nhưng mà thề cái video TikTok này tổng nó buồn cười đấy, cái đấy á thề. Không biết các bạn thấy buồn cười không hay các bạn thấy nhạt nhưng mình thấy buồn cười vậy đấy. Sao lại là mẹ em? Thế anh phải nói như nào? Em với anh kết hôn rồi, mẹ anh cũng là mẹ em và mẹ em cũng là mẹ anh. Anh phải gọi là mẹ chúng ta chứ. À, thì mẹ chúng ta vừa gọi điện đến bảo là sắp Tết rồi, về mẹ chúng ta trước hay về mẹ chúng ta trước? Về mẹ chúng ta còn bảo cần đi mua ít đồ, em đưa mẹ chúng ta đi trước, còn mẹ chúng ta về thăm sau nha. Ai ốt mà. Cuối cùng là mẹ ai? Thì mẹ chúng ta, em vừa bắt gọi thế còn gì? Bạn đang nghĩ là Carrot cũng thích bạn. Bạn nghĩ là Carrot cũng thương bạn nhưng không dám nói. Đừng lo, đã có chào tỉnh ngộ. Chào tỉnh ngộ giúp bạn tỉnh ngộ khỏi những ảo tưởng của bạn. Đánh bê đi những suy nghĩ không có thật mà bạn tự tưởng tượng ra. Chào tỉnh ngộ, dẹp ngay hoang tưởng. Đà cấp vãi. Đi ăn buffet không? Tao biết chỗ này ngon, rẻ và sang lắm. Thôi lười không đi đâu. Trời đi đi, chỗ này có nhiều cái đẹp lắm luôn á. Thế à, cho xin địa chỉ đi. Đi, trời ơi, đồ ăn ở đây rất là ngon luôn. Không bạn ơi, có gái ngon thì mình đi bạn nhá. Bạn
liệt kê ngay cho mình cái quả địa chỉ này nhá. Đặc biệt là có bao nhiêu bạn nữ tâm hồn đẹp thì càng tốt. Thằng này ăn học đầy đủ đây này. Ôi, không đi là không đi mà. Đi đi tao bảo. Tao nhất quyết không đi, nhưng bao tao đi. Đằng sau lớp mặt nạ này là một gương mặt vô cùng hề hước. Nếu như các bạn đang loay kinh dị vai cứ đang nửa đêm rồi chứ phải 3-4 giờ sáng rồi và rất là nhiều phần hướng hấp dẫn sáng hãy sớm tinh mơ nửa đêm. Đồ ủa là ai vậy? Là bạn thân đó mày không biết hả? Ê từ từ nha. Ê vậy? Cái này thằng Minh cùng lớp với tao nè. Trời ơi, trùng hợp vậy mà nói tao bạn thân chuyên game. Ủa là ai mà không thấy tao nói gì với mày hả? Ờ quên. Ê cho quà mày, giống như chuyện nào mày cũng cho đồ tao luôn á. À thôi, chắc trận này tao không lấy rồi. Cảm ơn mày. Ủa sao? Bữa nay sao lấy tao vậy? Đâu phải lúc nào nó cũng phải lấy đồ của mày đâu. Thôi bạn ạ. Bạn ơi, cờ rớt bạn đang yêu một bạn nữ khác rồi thì từ bỏ đi, chuyển sang yêu mình này. What? Mình không biết là bạn Minh kia như thế nào ngoài đời, nhưng chắc chắn chim bạn ấy ngắn hơn mình. Mình chim dài nhất Việt Nam rồi, bạn cứ theo mình đi, đảm bảo luôn đến họng. Vãi cờ. Leo rank bây giờ mà không có cơ bố nào edit thấy ước vậy lên được huyền thoại và tôi kiểu Jaden thích Gucci, Jaden thích Louis, Jaden thích mua son, Jaden sẽ là son, fucking hate là son, hey. Còn lâu mới lên được huyền thoại 100 sao nhá. Huyền thoại 9 sao lên tốt, nhưng mà lên đến 100 sao công nhận là không lên được thật các bạn ạ. Bởi vì là trừ khi đồng đội các bạn gánh thôi, chứ còn các bạn mà không cầm Corona bắn không lại thì nói đâu. Đứa nào cũng bật khiên. Ê, đang bắn, đang ăn nó bật khiên lên là thua. Ủa sao khi nãy em giải tán nhau? Em chỉ thích theo hai chị thôi, nhỏ kia em không thích. Vậy công chúa thôi em trai. Đăng ký đi cho mình Linh Linh nè. Làm công chúa của tụi chị thôi nhé. Thích. Điên à, Linh công chúa của mình. Nè, bạn nào có thích ăn bim bim không? Để tao chết mày. 3 ngày qua em không có on Facebook làm mất tự nhiên. Xin một like đi cho bim bim nè. Do mấy bữa nay em bận một chút công việc á mà. Em đi làm bad girl cho bộ váy ngắn hả? Em mặc quần. Vậy làm bad girl cho bộ quần ngắn hả? Tao mặc quần dài. Giờ gần đây có rất là nhiều người bị chết. Trời ơi, sao mà còn lót trên hòn đảo này. Không biết tương lai thì em có bị giết hay không nữa. Anh cười cái quần què vậy. Rốt cuộc là anh cười cái gì? Mày cười lên tao đá chết bà mày nha. Mình không hiểu gì cả. Nhưng mà nếu như nãy giờ bạn muốn mình cười thì để mình cười cho bạn. Đợi mình tí. Ăn có miếng bim bim thôi, uống nhiều nước vậy. Đây là số mấy? Thề với các bạn luôn. Thằng kia sờ đít thằng này để sờ, thằng này nó sờ đít thằng này chắc chắn là để tra dấu ăn các bạn ạ. Các bạn biết cái ảnh mà hai thanh niên ôm nhau sau đấy là có một thằng giỏ chai dấu ăn cùng dưới đít không? What the hell? Trần át cắt mắt mông càng thông càng sướng. Không lấn yêu được hai này chơi gay. 9 phải không thầy? 9 cái cơ, tao đã chỉ đâu mày biết. Đây là số mấy? Thầy chỉ đi.
Chỉ cái cơ cơ đều có mắt à? Đề số mấy? Là số mấy á? Đề chữ để phải số. Đấy là? Là chữ ạ. Chữ cờ cờ, bố đã nói hết đâu. Đâm mơ. Đề số mấy? Em đều biết, thầy đừng đánh đầu em. Bố cứ đánh để làm cờ cờ đi bố. Đâm mơ. Đường tao đi. Cái đầm mơ hay là đường ra trận. Có anh ghế bảo kê. Sao deep vậy? Có thể nhiều bạn sẽ thấy nó ngôn tình, riêng tôi thì thấy thằng này nó chỉ ngu lờ mà thôi. Tại sao nó không đặt quả keo nó chặn đam từ cái quả lựu đạn đi để hai đứa ôm nhau hạnh phúc đến trọn đời, mà nó lại che ra nó ôm bom nó chết một mình. Người ta bảo đấy là ngu đấy, hoặc nói thô thiển ra thì là ốc chó. My name is Hùng. Fuck you, Tony. No, you can't fuck me. My team is dài hơn you. I will fuck you. What's your name? Fuck you. Tôi ngu. Ok, tôi nhận. Vì tôi ngu nên tôi không biết sống giả tạo. Ôi, cho em bình oxy ở đây với em thở. Em ngộp quá cho em thở. Ôi, cái gì đấy, cái gì đấy? Hai tỷ ơi, em trúng số rồi, 2 tỷ. Ui, thật á, chia đi. Chia, nhưng mà chia như nào? Chia tay. Ok, được rồi, chắc có lẽ video reaction của mình chưa dừng lại đấy thôi. Nếu như bạn thấy thích các video của mình, đừng quên để lại cho em xin một like, một đăng ký và đừng quên là bấm một cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nào. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và xin chúc ngày tốt lành. See you again, bye bye.